Một cặp đôi đi ngang qua vùng quê hẻo lánh, vì cũng đã thấm mệt nên họ quyết định vào một nhà nghỉ để ngủ lấy lại sức, sáng mai sẽ tiếp tục hành trình. Nhưng nào ngờ, khi mà cả hai đã ngủ say thì phía bên dưới chiếc giường có một kẻ bí ẩn lẻn vào từ lúc nào, trốn ở đó. Hắn đeo chiếc mặt nạ cừu và bắt cóc cặp đôi. Đến khi tỉnh lại, họ thấy mình bị nhốt trong những cái chuồng chó và ở đây còn có rất nhiều nạn nhân khác nữa. Mục đích của những tên đeo mặt nạ bí ẩn này là gì khi mà những ai đi ngang qua khu vực của chúng đều bị bắt cóc? Cùng mình đến với bộ phim ngày hôm nay nhé. Cảnh báo, video tóm tắt có tiết lộ nội dung và tình tiết phim. Bộ phim bắt đầu với một cặp đôi đến từ Los Angeles là Nora và Alex đang lái xe ngang qua một vùng nông thôn hẻo lánh. Vì Nora cần phải đi vệ sinh nên Alex sau đó đã ghé vào một trạm dừng chân, nhưng nó đã bị đóng cửa. Không còn cách nào, vì trạm dừng tiếp theo khá xa nên Nora đành phải vòng ra phía sau, tìm chỗ vắng vẻ để giải quyết. Tại đây, cô tìm thấy một chiếc ví và điện thoại di động bị vứt dưới đất, còn có một cái lều bỏ hoang nữa. Nhưng Nora không lo lắng gì nhiều, chỉ ném những thứ đó sang một bên rồi làm việc mình cần làm. Thế nhưng cô ấy không nhìn thấy ở gần đó có một cái sọ người. Sau khi xong việc thì cặp đôi tiếp tục hành trình của mình. Cô kể lại cho bạn trai nghe về những thứ mình nhìn thấy khi ra phía sau để đi vệ sinh. Tuy nhiên, thứ mà Alex lo lắng vào lúc này đó là xe sắp hết xăng. Những chuyện kỳ lạ chưa dừng lại ở đó với họ. Khi mà đi thêm một đoạn nữa thì họ nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng bên vệ đường cùng chiếc xe bị hỏng của mình. Alex đề nghị sửa nó giúp và người phụ nữ đồng ý. Bà ấy sau đó quay sang hỏi Nora liệu cô và Alex đã kết hôn chưa. Nhưng với một thái độ vô cùng châm biếm, nói không thấy có một chiếc nhẫn nào trên tay của Nora cả. Điều đó làm cô gái khó chịu và hai người bắt đầu lời qua tiếng lại. Alex bước sang nói không tìm ra được nguyên nhân vì sao chiếc xe bị hỏng, vậy mà cũng bị bà ta nói nặng nói nhẹ. Thế là Nora kéo bạn trai bỏ đi, mặc kệ người phụ nữ khó ưa đó. Ở trong xe, cô gái nói mình ghét nông thôn cũng vì những người giống như vậy. Lái xe thêm một đoạn nữa thì cặp đôi ghé vào một quán ăn để dùng bữa sáng, uống cà phê. Sau khi đã gọi món xong thì Alex để ý thấy có một người đàn ông kỳ lạ cứ nhìn về phía hai người. Vì vậy, khi vừa dùng xong bữa sáng thì họ nhanh chóng rời đi. Vừa đi ngang qua, người đàn ông đó đứng bật dậy, nói với Nora rằng nơi này không an toàn. Nora chỉ nhún vai trước lời cảnh báo rồi rời khỏi quán. Không để tâm đến lời nói đó, cả hai tiếp tục hành trình và cuối cùng đã đến được một trạm xăng. Sẵn tiện, Alex hỏi người nhân viên rằng có nhà nghỉ nào gần đây không. Người đó liền hướng dẫn đến một căn nhà nghỉ trong rừng, cách đây khoảng 20 phút lái xe. Nora không muốn ngủ lại ở chỗ lạ nhưng Alex nói mình đã quá mệt và buồn ngủ, nếu không sẽ có thể gây ra tai nạn. Cặp đôi đã đến căn nhà nghỉ, bên ngoài vô cùng cũ kỹ và tồi tàn. Một lần nữa, Nora đề nghị rời đi nhưng Alex từ chối. Họ thử đi lên tầng trên và đã gặp người chủ ở đây, được gọi là Landlord. Ông ta có khuôn mặt vô cùng dị dạng, dẫn cặp đôi đến một căn phòng ở phía đối diện. Landlord và Alex trò chuyện vui vẻ với nhau, nhưng Nora lại tỏ ra rất khó chịu nên đã cắt ngang lời. Ông ấy giải thích rằng vì mình không có nhiều khách để nói chuyện nên mới như vậy, rồi bực bội rời đi. Khi chỉ còn lại hai người, ở ngay phía tấm đệm của giường tầng có một vết máu trên đó, nhưng vì đây là phim kinh dị nên chắc chắn hai nhân vật chính sẽ không nhìn thấy. Sau một chuyến đi dài nên cặp đôi đã khá mệt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ở dưới gầm giường, có một kẻ đeo mặt nạ cừu lẻn vào từ lúc nào, chỉ đợi họ ngủ say là ra tay. Nora vừa thức dậy là được đón nắng sớm ngay lập tức, thấy bản thân bị nhốt trong một cái lồng sắt. Cô sợ hãi và tìm cách để mở khóa nhưng bất thành. Một tên đeo mặt nạ dê bước đến, đập vào cái lồng ra hiệu Nora giữ im lặng. Một lúc sau, hắn ta bỏ đi thì cô gái tiếp tục tìm kiếm cách thoát ra khỏi đây. Cô cố gắng với lấy một tảng đá để đập vỡ ổ khóa nhưng không kịp. Tên mặt nạ dê quay lại cùng với một kẻ đeo mặt nạ bò, đổ lên đầu Nora thứ nước gì đó khiến cô bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì cô lại thấy mình bị trói chặt ở trong nhà kho với hai chân bị đưa lên cao. Một tên đeo mặt nạ thỏ bước vào, dùng một dụng cụ giống như là ống tiêm một thứ chất lỏng vào người Nora, sau đó lẳng lặng bỏ đi không nói một lời nào, mặc cho cô gái liên tục gào thét đau đớn. Trải qua một thời gian, sức khỏe của Nora dần kiệt quệ và hai tên ban nãy quay lại, bỏ cô vào trong lồng sắt rồi kéo đi. Đây là thời điểm mà Nora tận mắt chứng kiến các hoạt động sản xuất nơi đây. Chúng mang cô gái vào một cái chuồng ngựa và nhốt ở đó. Bối cảnh chuyển sang anh chàng Alex, khi tỉnh dậy, anh ấy cũng thấy mình bị nhốt trong một cái lồng sắt, không mảnh vải che thân, bịt kín miệng. Alex không phải là nạn nhân duy nhất, có rất nhiều người đàn ông khác ở đây, cùng với những ánh mắt lờ đờ. Một lúc sau có một nhóm người đeo mặt nạ bước vào, đối xử với những người ở đây không khác gì là gia súc gia cầm. Dùng thòng lọng kéo cổ hai người đàn ông lên rồi dùng búa tạ nện thẳng vào đầu. Alex thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, vô tình gây sự chú ý, để rồi trở thành nạn nhân thứ ba. Chúng bỏ thi thể ba người lên xe rồi kéo đi đến lò mổ để xẻ thịt đem bán. Sự thật dần được hé lộ khi mà nơi đây như một khu sản xuất nông nghiệp với đầy rẫy những tên đeo mặt nạ bí ẩn, cứ hành động mà không hé ra bất cứ lời nào. Những người đàn ông khi bị bắt đến đây, sau một thời gian chúng sẽ mang đi để xẻ thịt không khác gì gia súc. Phụ nữ thì được nuôi dưỡng lâu hơn, ép mang thai để biến thành những con bò sữa. Đến lúc này thì quay lại chỗ quán ăn mà Alex với Nora ghé ăn, chắc những miếng thịt thơm ngon kia cũng được lấy từ đây. Và kẻ đứng sau tất cả chính là tay chủ nhà trọ. Hắn nhận được đơn đặt hàng mới với số lượng thịt tăng cao. Một tên cấp dưới báo cáo rằng như vậy sẽ không đủ thịt để giao. Landlord quyết định sẽ lấy sang những người phụ nữ không còn khả năng sinh sản nữa để lấy thịt, hoặc những ai sản xuất sữa kém. Hắn cùng với một tên nữa đi đến chuồng bò sữa để đánh giá và thấy một người phụ nữ đang bồng đứa con nhỏ. Không chút nghĩ ngợi, hắn đánh cắp luôn đứa bé, mang lên cân và kết cục như thế nào thì chắc ai cũng đã rõ.
Xong xuôi việc ở đây thì hắn lạnh lùng rời đi, bỏ mặc người phụ nữ mất con gào thét điên loạn. Tên nhân viên làm ở trạm xăng mà Alex và Nora từng ghé cũng làm việc ở đây. Hắn tên là Andrew và cách nói chuyện thì vô cùng ngờ nghệch, không khác gì trẻ con. Hắn an ủi người phụ nữ, nhưng xưng hô không khác gì thú cưng. Cô ấy không kìm chế được nữa, đã mắng mỏ Andrew thậm tệ, điều đó làm tên này vô cùng tức giận. Một lúc sau, một tên đeo mặt nạ bước đến chỗ chuồng bò sữa phát hiện người phụ nữ kia đã bị giết chết và hung thủ không ai khác chính là Andrew. Vụ việc ngay lập tức được báo cáo cho landlord. Hắn ra lệnh cho những người khác đi tìm Andrew. Trở lại chỗ chuồng ngựa, Nora phát hiện có một cô gái cũng bị giam giữ ngay chuồng bên cạnh và cô ấy đang bị vứt kiệt sữa bằng máy. Nora hỏi có cách nào để thoát ra khỏi đây không thì cô gái nói không thể nào thoát ra khỏi đây đâu. Chúng có những người canh gác xung quanh 24/24. Còn tiết lộ thêm, Nora đã bị theo dõi từ trạm rừng bị đóng cửa ở ngay đầu phim. Cô gái đã bị nhốt ở đây, nuôi lấy sữa suốt 2 năm qua và giờ đây đã không còn khả năng mang thai được nữa. Ngay sau đó, có một tiếng khóc vang lên ở một cái chuồng cách không xa. Cô tên là Ashley, bị nhốt trong này chưa lâu, giống như Nora nên tinh thần và sức khỏe vẫn còn rất tốt. Nora nói rằng mình sẽ tìm cách để đưa họ thoát khỏi đây. Ở một nơi khác, Andrew đã bị tìm thấy khi đang chơi đùa với những cái đầu bị chặt. Hắn vừa khóc vừa nói không cố ý giết người phụ nữ kia, đó không phải là lỗi của hắn. Andrew được mang đến chỗ của landlord và bị mắng khi hắn bỏ vị trí ở chỗ trạm xăng. Quan trọng hơn đó là không được nghịch đồ ăn nữa. Trong mắt tên này, những nạn nhân bị bắt giữ không khác gì những miếng thịt cả. Biết Andrew thần kinh không ổn định và cũng không phát triển nhiều nên landlord chỉ yêu cầu hắn đi cùng với một tên khác đến chỗ nhốt những người đàn ông để cho ăn. Diễn biến quay trở lại với Nora khi mà cô phải chứng kiến người bị nhốt ở chuồng bên cạnh bị giết lấy thịt một cách vô cùng tàn nhẫn. Việc đó làm cho Nora hoàn toàn suy sụp và run rẩy. Một lúc sau có tiếng động từ chỗ cửa chuồng, cô gái tưởng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Nhưng thật may vì người mở cửa chính là Alex. Anh ấy vẫn còn sống sau khi bị đập mạnh vào đầu. Cả hai nhanh chóng trốn thoát khỏi đó, cẩn thận quan sát xung quanh để không bị phát hiện. Họ đi ngang qua một khu nhà và quyết định sẽ dùng chiếc xe tải này để chạy trốn. Nhưng khởi động mãi cũng không được, Nora nhìn thấy có một tên đeo mặt nạ đang đi đến gần nên vội vàng kéo Alex đi. Tiếp tục hành trình trốn thoát của mình, cặp đôi vào trong một nhà thờ vẫn nằm trong khuôn viên của trang trại để nghỉ ngơi một chút. Và họ phát hiện khuôn mặt của chúa hay những người khác đã bị thay thế bằng khuôn mặt các con vật trong trang trại. Tên đeo mặt nạ bò bước vào để cầu nguyện, định tận dụng thời cơ này để lẻn ra ngoài, nào ngờ cặp đôi đã bị phát hiện. Hắn đuổi theo hai người, còn rung chuông để cảnh báo với tất cả những người khác. May mắn đã không mỉm cười với Alex khi anh ấy đã bị mắc vào một cái bẫy gấu. Nora dùng hết sức để mở nó ra nhưng không thể. Cô đành phải bỏ lại bạn trai để chạy thoát khi thấy những tên kia đã đuổi đến gần. Alex sau đó bị bọn chúng dùng một tảng đá lớn thả ngay vào đầu. Nora chạy vào chỗ nuôi nhốt những người đàn ông và trốn sau một cái vách, may mắn không bị tên landlord và Andrew phát hiện ra. Một người bị nhốt ở cái chuồng đối diện ra hiệu để Nora có thể lẩn trốn thành công. Sau đó, cô chạy đến hỏi anh ta cách nào để trốn thoát khỏi đây. Mặc dù rất do dự, người đàn ông vẫn tiết lộ cho Nora biết về chiếc xe buýt mà những kẻ ở đây dùng để vận chuyển thịt sữa, cũng như nơi để chìa khóa xe. Cô lập tức chạy đi tìm và đến một khu vực có rất nhiều chiếc xe ở đó. Đây là xe của những nạn nhân mà trang trại này bắt cóc. Một tên đeo mặt nạ đã bị Nora xử lý, nhưng còn 3 tên khác nữa. Thế là cô phải nhanh chân bỏ chạy vào một chiếc xe và thành công nổ được máy. Nhưng nó chỉ chạy được một đoạn ngắn thì xăng đã cạn. Nora tiếp tục bỏ chạy và quay trở lại chỗ chuồng ngựa, sẵn tiện giải cứu luôn Ashley. Hai người phụ nữ đã tìm thấy được chiếc xe buýt nên vui mừng bước vào. Nhưng không có chìa khóa ở đây, Nora nhớ đến lời của anh chàng kia nên chạy đi lấy chìa khóa. Lần này họ đã tiến gần hơn đến việc bỏ trốn nhưng có điều gì đó khiến cho Ashley vô cùng hốt hoảng. Nora quay lại nhìn thì tất cả những tên đeo mặt nạ đang ngồi ở ghế sau đợi hai người. Cuối phim, bọn chúng đang chuẩn bị thưởng thức bữa ăn của mình. Đó là hai cô gái, giờ đây không khác gì là hai con lợn quay được bày biện sẵn trên bàn. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bộ phim tiếp theo.